một tháng với những người bạn của chúng ta, các linh hồn nơi luyện ngục. Ngày thứ tư, mùng 4 tháng 11, sự hiện hữu của luyện ngục phần thứ hai, minh chứng của lý trí. Lý trí đồng thuận với đức tin cũng tuyên xưng sự hiện hữu của luyện ngục. Tiếng nói của lý trí hướng dẫn cho chúng ta y như giáo hội và các sách thánh đã nói. Lý trí mách bảo trước tiên rằng Thiên Chúa vốn dị thánh thiện, nên những gì nhớ uế không thể vào được vương quốc của người, rằng có sự ghê tởm vĩnh viễn và không cưỡng lại được giữa sự giữ nhỏ bé nhất và sự thiện tột bậc. Và một linh hồn dù chỉ bị dính một vết nhơ nhỏ bé cũng không xứng đáng được kết hợp với Thiên Chúa chừng nào linh hồn này chưa được tẩy sạch. Bởi vì nếu như thế, sẽ là lần đầu tiên linh hồn này đưa tội vào nước trời được chăng? Vua tiên tri David đã từng kêu lên rằng: Lạy Chúa Trời, ai sẽ được vào ngự trong nhà tạm của Ngài, và ai sẽ được nghỉ trên núi thánh của Ngài? Chỉ có kẻ không có tội và sở hữu sự hoàn hảo của công bình mà thôi. Lý trí còn mách bảo chúng ta rằng Thiên Chúa công bình vô ngần, người đòi buộc sự sửa chữa. Hơn nữa, người không thể chấp nhận một tội nhẹ nhất nào mà lại không tẩy uế, và người cũng không thể không ban thưởng cho một hành động đạo đức nhỏ bé nào nhất. Thế cho nên, kẻ nào chưa sửa chữa những lỗi lầm của mình ở đời này thì nhất định sẽ phải sửa chữa ở đời sau. Việc chuộc lỗi chúng ta chưa trả được cho đức công bình của Thiên Chúa ở đời này, thì đức công bình của Thiên Chúa sẽ tự làm sau khi chúng ta chết, và sẽ trả ở đâu? Thưa, ở luyện ngục. Chúng ta hãy chứng minh niềm tin của chúng ta vào tín điều luyện ngục bằng lòng bác ái dịu ngọt hướng tới các linh hồn đang chịu những khắc nghiệt, và bằng cách tránh những lỗi phạm nhẹ có thể đưa dẫn chính chúng ta vào nơi ấy. Ai công bình thì càng trở nên công bình hơn, và ai đã thánh thiện thì lại càng trở nên thánh thiện hơn. Đó là minh chứng của lý trí, còn bây giờ là minh chứng của con tim. Ông Demetre đã nói: Không một tín điều công giáo nào lại không đâm rễ từ trong sâu thẳm của cõi lòng con người. Chính vì thế mà một cách tự nhiên chúng ta thiên về một vài chân lý được mặc khải, trong số đó là luyện ngục. Ngay cả những kẻ nghịch đạo vô thần đã bỏ tín ngưỡng, bỏ mọi ý thức về đạo, cũng thú nhận một cách mạnh dạn rằng vào những tình huống nguy kịch, họ đã thốt lên những lời nguyện xin thầm kín cho những người họ yêu quý nhất. Hiển nhiên, đây là một chứng cứ cho thấy người ta ý thức được ngón tay của Thiên Chúa in sâu vào trái tim của nhân loại. Thế nên chúng ta thấy rõ điều ấy nơi mọi đất nước, mọi dân tộc trên thế giới. Phải chăng niềm tin tưởng và thờ kính này thật êm dịu nơi cõi lòng gắn kết chúng ta với ký ức và những đau khổ của những người đã qua đời? Vâng, chúng ta cần tin và phải tin rằng ở nơi bờ bên kia của thời gian có một nơi để đền tội, không phải là hỏa ngục mà là con đường của cõi trời. Chúng ta cần tin và phải tin rằng các thân nhân và bạn hữu của chúng ta đang bị giam cầm sẽ được an ủi bằng những kinh nguyện và những việc lành phúc đức của chính chúng ta, rằng họ đang nhìn và nghe chúng ta. Chúng ta cần tin rằng chính chúng ta một ngày kia tới phiên mình cũng sẽ được an ủi như thế. Ý nghĩ này thật êm ái và đầy khích lệ. Một mẫu gương. Một thanh niên tin lành người Scotland có một người anh trai duy nhất mà anh rất yêu quý. Chứng bệnh nghẽn mạch máu não bạo phát đã lấy mất mạng sống anh này ngay giữa một bữa tiệc xa hoa, nơi mà chẳng ai lại trông chờ một tai biến bi thảm như thế. Kể từ lúc ấy,
Anh ta lúc nào cũng nơm nớp lo sợ kinh hoàng. Anh thường xuyên nghĩ về sự chuyển tiếp quá đột ngột từ một bữa tiệc đến cuộc phán xét đáng sợ của Thiên Chúa. Anh lo lắng rằng người anh của mình không đủ tinh sạch để được vào nước trời ngay lập tức. Đạo Tin Lành mà anh theo không dạy rằng có một nơi thanh luyện ở giữa ngưỡng cửa của thiên thượng và vực sâu tối tăm. Để khuây khỏa, người ta bảo anh đi du lịch, và anh đã đến Pháp. Anh gặp được một linh mục ở đấy, và anh chia sẻ nỗi đau của mình cho ngài. Và người của Thiên Chúa nói với anh như thế này: bạn thân mến, mọi người cần thiết phải đền tội của mình ngay trong đời sau. Đức Tin Công Giáo chúng tôi dạy rằng giữa trời và hỏa ngục có một nơi trung gian, nơi mà các linh hồn hoàn tất việc tự thanh luyện mình. Và ở nơi đó chúng ta có thể cứu giúp họ bằng những kinh nguyện của chúng ta. Và người bạn trẻ ấy đã đón nhận lời dạy bảo của Giáo hội Công Giáo, mời gọi anh cầu nguyện cho người anh của mình, để anh ấy được bước vào nơi hạnh phúc đời đời. Cũng như niềm tin vào luyện ngục là một nhu cầu thiết yếu của cõi lòng con người. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa của con, xin cho những kinh nguyện, những hy sinh, những đau khổ của chúng con có thể chạm đến lòng nhân hậu của Chúa, và có thể đẩy nhanh thời hạn giải cứu linh hồn những người thân quá cố của chúng con. Ôi, lạy Chúa Giêsu của con, xin Ngài chúc lành cho những an ủi của Ngài. Xin gọi những anh chị em của chúng con vào nơi an nghỉ đời đời. Amen.